Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, trên nhiều tuyến đường thường xuất hiện nhóm xe mô tô phân khối lớn, xe ô tô lưu thông với tốc độ cao. Mỗi khi những chiếc xe này chạy trong đô thị là gây ầm ĩ đường phố vì tiếng bô xe gầm rú. Chuyện giao thông kỳ này, chúng tôi xin gửi đến quý vị thực trạng đang gây bức xúc, nẹt bô xe, hành vi mất trật tự và mất an toàn giao thông. Nhiều năm gần đây, người dân sống dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức mất ngủ vì bão đêm. Các cuộc bão này thường bắt đầu từ 21 giờ đến 23 giờ hoặc từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Theo cô Hải, sau 2 năm từ quê theo con lên Sài Gòn sống và nuôi cháu nhỏ, bà bị ám ảnh và quá sợ khi nghe tiếng nẹt bô bóp kèn in ỏi gần khuya. Đặc biệt là vào dịp cuối tuần, tình trạng những nhóm thanh niên sử dụng xe mô tô phân khối lớn chạy thành đoàn trên các tuyến đường vừa nẹt bô vừa rú còi in ỏi khiến nhiều người bức xúc. Xóm nhà tôi thì ở gần cái đường gọi là đường cũng rất là rộng, đường rất là nhiều làn xe chạy. Mà đêm hôm thì tôi cũng thấy là các cái em thanh niên thì chạy rất là nhanh mà gọi là nẹt bô kéo ra rồi rất là mạnh. Mà nếu mà thật sự mà đến lúc đó mà những người lớn mà đi lại thì như vậy là rất là nguy hiểm. Con không thích các chú đưa xe bởi vì các chú đưa xe rất là ồn ào, con không thể học bài được. Ngoài ra con thấy các chú đưa xe rất là nguy hiểm. Việc đổ bô xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ khi tự thay đổi kết cấu, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thì hiện nay em thấy trên thị trường có rất là nhiều dòng xe phân khối lớn, nhưng mà đa phần thì giá thành của nó đều rất là cao. Khi mình có điều kiện để mà sử dụng các dòng xe này thì mình nên đi hoặc là lưu thông với một cái văn hóa giao thông nó văn minh hơn, có ý thức hơn để không ảnh hưởng tới nhiều người sự đi trên đường hơn. Ngoài ra, tại điểm C khoảng 5 điều 30 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, từ 1,6 đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe. Thưa quý vị, bên cạnh thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát trên đường, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với nhau để tăng cường kiểm tra xử lý những cơ sở tiệm sửa xe máy mua bán những thiết bị dùng để đổ bô xe. Trong đó, cần xử lý theo hướng phạt nặng về mặt hành chính để cả người muốn đổ bô xe, chủ tiệm xe không vi phạm.